Xin chào, Bách Hóa Xanh quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ bật mí đến các bạn những thói quen thường ngày tưởng chừng vô hại nhưng lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe trong mùa dịch này. Cùng mình điểm qua những thói quen nên bỏ qua trong mùa dịch để tăng cường bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. 1. Thường xuyên đưa tay lên mặt, mắt, mũi miệng. Covid-19 lây lan khi người nhiễm bệnh ho hoặc thở ra những giọt bắn có chứa virus và sau đó bám vào những vật dụng trung gian như nút bấm thang máy, hòm thư, tay cầm cửa hay thậm chí là chiếc điện thoại bạn hay cầm. Khi chúng ta vô tình chạm vào những vật trung gian đó và rồi chạm vào mắt, mũi hoặc miệng bằng tay có virus trên đấy sẽ tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào cơ thể chúng ta và khiến chúng ta bị mắc bệnh. Tốt nhất không nên đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Thay vào đó, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn để loại bỏ virus có trên bàn tay nhé. 2. Dùng thường xuyên một khẩu trang. Chiếc khẩu trang chỉ có công dụng trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là chiếc khẩu trang y tế. Nếu bạn đeo nó suốt từ sáng sớm cho đến đêm khuya, nó không còn sạch và an toàn nữa. Đây là loại khẩu trang không được thiết kế để giặt và chỉ được sử dụng một lần. Vì khi bạn đã tháo ra, vi khuẩn và bụi bẩn bên ngoài bám vào khẩu trang sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Cho nên khi khẩu trang đã sử dụng rồi thì các bạn tuyệt đối không được cho vào lại túi xách hoặc túi quần áo để tiếp tục sử dụng. Việc đó sẽ khiến cho vi khuẩn càng lây lan nhanh hơn nữa. Thay vào đó các bạn nên tháo bỏ khẩu trang cũ theo những cách sau đây. Bước 1. Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo tay và không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang bởi vì mặt ngoài virus bám vào rất nhiều. Bước 2. Bỏ khẩu trang vào túi kín nếu có hoặc cho vào thùng rác có nắp đậy. Bước 3. Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Với khẩu trang vải, bạn có thể giặt để dùng lại. Tuy nhiên, lưu ý hãy giặt riêng bằng tay, phơi dưới nắng và vẫn phải thay mới mỗi ngày nha. 3. Không xịt khuẩn và thay quần áo khi từ ngoài vào nhà. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm khả năng bám của virus corona trên các bề mặt trong điều kiện nhiệt độ phong. Trong số đó, virus bám trên vải của quần áo có thể duy trì được tận 2 ngày lận cơ đấy. Tuy vậy, nhưng thói quen của không ít người đó là khi đi từ ngoài vào nhà sẽ không xịt khuẩn quần áo bằng dung dịch diệt khuẩn chứa cồn hoặc thay ngay quần áo mới. Điều đấy là thói quen không tốt chút nào trong mùa dịch này bởi có thể lây truyền virus cho người thân mà các bạn không hề hay biết, nhất là đối tượng người già, trẻ nhỏ sức đề kháng còn kém, dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tốt nhất khi đi từ ngoài vào nhà, các bạn hãy xịt khuẩn lên quần áo hoặc thay ngay quần áo sạch sẽ, rửa tay đúng cách trước khi tiếp xúc với người nhà nhé. 4. Không thường xuyên rửa tay. Vì sao phải rửa tay thường xuyên? Mỗi ngày, chúng ta đều tiếp xúc với những đồ vật có nguy cơ chứa các tác nhân lây truyền virus COVID mà không hề hay biết như tay nắm cửa, nước điều khiển thang máy hoặc bắt tay với người khác, v.v. Và virus gây bệnh có thể từ đó lây nhiễm cho chúng ta. Việc rửa tay thường xuyên và đúng cách với xà phòng và dung dịch sát khuẩn sẽ loại bỏ virus và phòng tránh lây nhiễm. Khi nào cần rửa tay? 1. Sau khi trở về từ nơi công cộng, những nơi công cộng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tiếp xúc với nhiều người, cầm nắm vào nhiều vật dụng chung. Vì vậy, cần rửa tay với xà phòng sau khi trở về từ những nơi công cộng để loại bỏ virus dính trên tay và tránh lây lan dịch bệnh cho những thành viên khác trong gia đình. 2. Trước và sau khi ăn uống, vi khuẩn có thể xâm nhập vào trong cơ thể qua đường hô hấp hay miệng. Vì vậy, cần rửa tay đúng cách trước khi ăn để tránh virus đi trực tiếp vào cơ thể và sau khi ăn để giữ đôi tay luôn sạch sẽ nếu có cầm chạm vào thức ăn. 3. Sau khi đi vệ sinh, nhà vệ sinh là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, rửa tay đúng cách sau khi đi vệ sinh là điều vô cùng cần thiết. 4. Trước khi chuẩn bị đeo khẩu trang để tránh lây lan virus qua đường hô hấp. 5. Ngoài ra, trước khi chuẩn bị thức ăn, điều trị vết thương, chạm vào người bệnh và sau khi xì mũi, ho, hắt hơi, thay tả lót cho em bé, giúp trẻ đi vệ sinh và xử lý rác thải, v.v. cũng cần rửa tay đúng cách để kịp thời loại bỏ virus. 5. Tư thế ngồi làm việc sai. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì hầu hết mọi người đều đang làm việc tại nhà. Vì không phải như ở công ty nên rất nhiều người làm việc thoải mái với nhiều tư thế ngồi khác nhau. Bê laptop lên giường làm, đặt ở bàn ăn, ngoài hiên, sân vườn, v.v. Bất cứ chỗ nào cũng có thể là nơi để làm việc. Nhưng cách làm việc này có thể gây hại cho bạn trong thời gian dài, khiến cho xương bị lão hóa nhanh hơn, dẫn đến đau mỏi vai, cổ, lưng hoặc các cơ quan nội tạng bên trong sẽ bị chèn ép khi bạn nằm hoặc ngồi cong lưng, gập bụng dẫn đến khó tiêu, đau thắt bao tử, v.v. Dần dần, hệ tiêu hóa hoạt động không tốt nữa sẽ khiến cho sức khỏe và hệ miễn dịch của bạn kém đi nữa đó. Để cải thiện thói quen tốt hơn, bạn cần sắp xếp một bàn làm việc thiệt đẹp, nơi bạn có mọi thứ bạn cần trong tay. Các chuyên gia khuyến cáo, những người phải ngồi làm việc thường xuyên nên ngồi thẳng lưng vuông góc với bàn. Cứ mỗi 45 đến 60 phút nên đứng dậy đi lại, thực hiện các động tác vận động nhẹ nhàng để giảm tải cho cột sống và hệ thống cơ, dây chằng, máu sẽ lưu thông tốt hơn. 6. Sinh hoạt chưa lành mạnh. Vì hiện tại đang là khoảng thời gian làm việc và sinh sống ở nhà là chủ yếu, cho nên có nhiều người cảm thấy thời gian không bị gò bó nữa, dẫn đến sinh hoạt chưa lành mạnh khi không ít người ban ngày không làm việc, mà để dùng việc lại tới khuya mới hiện hội làm đến sáng, hoặc dành cả đêm chỉ để chơi mạng xã hội.
Khi thức khuya, cơ thể dễ bị thiếu năng lượng, cơ thể mệt mỏi, làm cho sức đề kháng giảm sút, khiến bản thân dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, viêm nhiễm đường hô hấp v.v. Kết quả là năng suất làm việc giảm, mà cơ thể cũng không khỏe cả về tinh thần lẫn thể chất. Bạn có biết về lợi hại của giấc ngủ chưa? Khi ngủ đúng giờ và ngủ đủ 7 đến 8 tiếng, hệ miễn dịch sẽ sản xuất các hợp chất cytokine, mang nhiệm vụ quan trọng trong việc truyền tín hiệu tế bào, có tác dụng chống lại tình trạng viêm và các loại nhiễm trùng bao gồm cả coronavirus, là trợ thủ đắc lực trong việc giúp duy trì khả năng miễn dịch của cơ thể đó nha. Và đó là những thói quen mình nghĩ nên bỏ ngay trong mùa dịch này. Và thay vào đó, chúng ta hãy thực hiện những thói quen mới tốt hơn để có một sức khỏe thật tốt và mạnh mẽ vượt qua mùa dịch khó khăn này nhé. Nếu bạn thích video thì đừng quên like và subscribe kênh để theo dõi thêm những video hữu ích nữa. Còn bây giờ thì video phải kết thúc tại đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt!